Đây là bữa cơm của người đàn ông sống trong căn nhà mục nát. Sau khi Chung đến thăm chú và có tặng chú ít tiền, thì hôm nay chú cũng sắm được cái nồi mới để nấu cơm. Nhưng hôm nay món ăn của chú chỉ với muối và ớt, cộng thêm một chút tiêu, thật sự quá xót xa. Nhìn chú ngồi ăn bẹp dưới đất, thật sự rất ngẹn ngào. Hôm nay Chung cũng gặp người em gái ruột của chú có chia sẻ do từ nhỏ chú bị chấn thương ở đầu, nên nhận thức không được ổn định, nên chú mới sống với cuộc sống như vậy. Mong cả nhà mình thông cảm. Vậy cảm ơn là mấy chú, mấy anh ở Mỹ giúp ổng, ổng khó khăn dữ lắm. Rồi em là em của ảnh, em cũng khó khăn nữa, đâu được giúp anh ba đâu bây giờ. Thế mấy chị, mấy chú ở nước ngoài giúp để tôi cũng cảm ơn nhiều lắm. Rồi cả nhà ơi, hôm nay Chung cũng xuống thăm lại chú Sơn nhé. Thì hôm bữa cũng có xuống ghi hình chú á. Cũng như cuộc sống, cũng như sống trong cái căn nhà cũng khá là mục nát luôn cả nhà. Với lại có mấy cái miếng mút á này kia cũng rất là tội nghiệp chú. Ở đây thì chú cũng bị bệnh viêm giác mạc, cũng như chú nhìn gần mới thấy, như là không có nhìn xa được. Thì hôm bữa Chung cũng có xuống á, thì có mua tặng cho chú là gạo với lại mấy cái nồi mới để chú nấu cơm. Bữa nhìn thấy nồi cơm chú mà muốn rơi nước mắt luôn á cả nhà. Thì hôm nay Chung cũng xuống đây để thăm chú và cũng có thêm Mạnh Thường Vân á, cũng có gửi tặng cho chú một ít tiền. Thì bây giờ Chung cũng trò chuyện với chú nhé. Rồi hôm nay chú Sơn nấu cơm chưa? Nấu rồi. Nay nấu cơm rồi hả? Đâu vô chỗ coi nồi cơm coi hôm nay sao rồi? Chín rồi. Nay chín chưa? Chín rồi. Nay nấu được mấy lon lận? Lon. Sao nấu ít vậy? Một lon mình ớn á. Nay con xuống ăn cơm ké mà nấu ít quá trời rồi. Bánh tạp nhóm đâm một kia. Hả? Bánh tạp nhóm đâm một kia, tao nôn một kia luôn. Bây giờ... Chú nói tiếng Việt đó để cho cô chú nghe. Dạ, bây giờ nấu chín rồi. Nhưng mà sao nấu ít á, sao đủ con ăn đây? Dạ. Hả chú Sơn? Chín rồi, dạ. Bữa nay mới thấy cái nồi cơm của chú. Anh mua son cho. Mua gạo cho mới nấu cơm thêm rồi. Mua son, mua gạo với lại cái lò mới luôn ha. Lò mới luôn. Nhưng mà cơm như đây em ăn không đủ đâu. Sao đây giờ? Giờ chú Sơn tính sao đây chú Sơn? Hả? Cơm như đây mình con ăn không đủ đâu. Vậy đó. Bây giờ nấu thêm. Giờ nấu thêm hả? Dạ. Thôi giờ nấu thêm đi, giờ để ăn. Dạ. Nha. Chọc chú Sơn vui thôi. Dạ. Hồi sáng ăn cái gì? Hộp nhân đen á. Ý là hồi sáng ăn ăn này luôn? Dạ, muối ớt nè. Ủa muối ớt này kỳ vậy, sao có tiêu nữa ta? Đại tiêu vô, ớt luôn, bột ngọt. Để tiêu với bột ngọt luôn. Dạ, chan nước mưa đó chứ. Sột tất. Rồi nước chú xài ở đâu nước á? Bển á. Ở trước kia hả? Dạ, trước kia mở cho mới có. Rồi không có giá bới cơm gì hết trơn luôn á chú Sơn? Mấy anh đó nấu cội, cào hay sao kìa. Đây để coi chú ăn cơm. Mùi ớt. Mỗi ngày là chú ăn cơm gì không hả? Coi người ta cho đồ ăn, kho canh. Kiểu như là mỗi ngày cũng có người bà con ở gần đây người ta cho đồ ăn đó. Dạ. Ta cho ăn chán, chán kho ấy, cái nấu canh. Dạ. Ngon chú? Cũng ngon. Hả? Cũng ngon. Không có đồ ăn. Mỗi ngày không chú ăn cơm không? Nữa. Mỗi ngày chú ăn cơm mấy chén lận? Hai chén, ba chén. Ngày hai, ba chén luôn? Dạ. Rồi mỗi gì ngày vậy chú có làm gì thêm không? Không. Không có ai mướn. Mướn để chặt củi mà chai gì người ta ăn rồi đó. Nhưng mà giờ ví dụ như người ta kêu chú đi làm á, thì chú không thấy đường sao chú làm? Thì gần gần thấy mà chai gì người ta ăn rồi lên nước đó. Ta bỏ một đông như đó, một chỗ á. Chặt người ta phơi làm củi. Dạ.
Ừ. Dạ. Chú là thường là đi rửa đâu? Đây nè. Nước đó là nước mưa hả chú ạ? À? Không phải, nước không tên á. À, rồi mình mất từng xô vậy để mình đem đi rửa xài á hả? Dạ dạ. Rồi nước đó mình đem đi nấu cơm luôn hả? Dạ dạ. Mà con thấy nước gì toàn là cặn không à, mình không có không làm cho sạch hả? Bụi nó bay vô. À, dạ. Bụi nó bay vô luôn. Dạ dạ. Rồi rửa vậy là xong, không có xài xà bông hả? À? Có. Xà bông có. À, rồi rửa xong rồi để trên đó vậy thôi ha. Dạ dạ. Rồi đây. Xà bông đó, bông dạ. Là trang nè. À, rồi được rồi, cắt dạ. Đi chú. Dạ dạ. Rồi nước thì đi múc từng thùng nhỏ xíu vậy hả? Dạ. Có nếu mà đi nhà trước nó có lâu hay lâu đó. Rồi chừng nào hai lô đó hết nước rồi đi lấy nước ở đâu? Xin ta, ta mời cho. À, đi xin người ta cho nước rồi mình đem về đổ cho lô. Dạ, dạ, lô. Dạ. Dạ. Rồi cơm này chú không để nắp lại đi, bỏ đó. Dạ. Ừ, để nắp cắt đi. Dạ. Để ngày mai mình dùng nữa. Dạ, dạ, dạ. Rồi gạo hết chưa? Còn. Dạ. Ừ. Hôm bữa chú mua mấy ký lận? 10 ký. Ừ. Dạ, còn. Rồi, được rồi chú. Ừ. Rồi, cả nhà ơi, hôm nay thì cũng có em ruột của chú cũng ghé qua đây thì để mình cũng trò chuyện với lại em ruột của chú để hiểu rõ hơn về cái hoàn cảnh của chú nha cả nhà. Rồi, xin chào chị nha. Dạ. Dạ, chị tên gì chia sẻ cô chú anh chị được biết ha. Tôi thì tên Thạch Thị Sa Hinh, dạ. Em ruột của anh Sơn. Dạ. À, hiện tại anh thì ở Bình Ơn, ở với mẹ. Mẹ thì mất rồi, mất mấy năm, năm nay nữa là 6 năm rồi. Dạ. Rồi ảnh ở Bình Ơn, tôi cũng khó khăn, cũng gần đây cỡ hơn cái số rồi nha. À. Rồi mình cũng khó khăn đâu có được lợi nuôi anh chứ ăn đầy đủ gì đâu. Dạ. Cái anh không có thì ba nhà bệnh thì tôi có gạo 1 ký, 2 ký vậy, xớt cho anh lại ăn 2-3 ngày vậy. Rồi tiền nhầm khi thì có 50, nhầm khi 20. 30 kia cũng có. Dạ, có nghĩa rồi là lợi đó ăn có gì đâu, nhầm khi nước mắm, nhầm khi đi mò ốc, bắt cá đồng nước hơi khô khô vậy đó, rồi ổng ăn rồi mình đâu có được trực tiếp với ảnh đâu. Cũng như là chú Sơn có từng đi làm công việc gì không trước đó? Trước đó ổng đi làm công làm gì đó, làm công làm ngày cho người ta vậy đó. Dạ. Rồi lúc còn hơi trẻ. Dạ. Giờ ảnh năm nay sao mới rồi, rồi dạ. Mắt cũng không thấy rõ nữa, đi mờ mờ vậy đó. À. Rồi hiện tại ở nhà đó là em cũng như có xuống đây 2 lần thì thấy cũng như là trong nhà cũng như là ở đây chú không có mấy gì biết dọn dẹp hay như thế nào. Ông không biết dọn đâu, hồi bà má ở má không thấy đường bả dọn không à. Nói chung ông không biết dọn đâu. Ông đi làm mà được thì anh làm, đem tiền mua gạo về nuôi bà vậy đó. Vì trong nhà ông không biết, hồi nhỏ hồi nghe mẹ kể hồi 3-4 tuổi gì đó anh đạp xe đạp á. Vì cái anh té rồi cái đầu anh thì ra máu trời nhiều luôn, rồi đem đi bệnh viện lớn, nếu mà không có cha làm lính đó ổng chắc mất hồi đó rồi. Bị vậy bác sĩ nói quá trời thiếu máu rồi, vô máu mẹ nói vô máu là 5-6 bịch vậy đó, cỡ 2-3 lít luôn đó. Rồi bây giờ ổng không được bình thường. Anh không được bình thường đâu, đầu ổng là nói chung nếu mà anh đi đám hay là đi tiệc hay là có bạn bè gì chút uống rượu là ổng không biết gì luôn, nói chuyện là không hiểu gì luôn. Nói chung là như thần kinh ổng bị gì cũng không biết luôn, bị lâu rồi. Có nghĩa là khi mà có rượu vô là cũng như là không nhận thức được cái gì hết, còn ví dụ như bình thường vậy á, còn mình nói chuyện còn nghe. Cái vụ dọn dẹp anh không biết, ở ngày cũng vậy, tôi có nói bây giờ đi ba bển nhà em đi có gì ăn đấy. Rồi anh nói anh ven xong ở đây. Anh đi bển thì không có được. Nói chung ở với quen ở với mẹ. Rồi ổng không chịu đi. Kiểu như là chị cũng có gọi chú cũng như đi qua ở chung để mà lo cơm nước luôn. Có cơm gì đó, có gì ăn nấy gì đó, tôi cũng khổ. Dạ, nhưng mà chú không chịu đi hả? Chú nói chú thích sống ở đây. Anh nói quen sống ở đây. Chừng nào tôi, chừng nào ảnh làm gì không có được, tới đó mày đem đi đâu thì đem. Anh nói vậy giờ tôi đâu có biết sao. Sao chú không chịu qua ở chung với người em đi, chú người em nấu cơm sẵn cho dùng đó. Nói sao chung vậy? Tôi cũng khổ, tôi không có được qua thăm ảnh hàng xuyên đâu. Sao? Quen ở đây hả? Dạ, dạ. Quen ở đây nên không muốn đi hả? Dạ.
Rồi ở đây vậy thấy nào già làm không nổi em đây. À nào già không nổi rồi mới đi ở với người em. Dạ dạ. À, ở đây là kiểu như ở chung với mẹ hả? Quen ở với mẹ hả? Dạ dạ. Cho nên là thích ở đây hơn. Dạ. Rồi em lại xuống em nhìn thấy cái nồi cơm á, kiểu như là làm như là chú không mấy gì biết nấu cơm hả? Anh nói nấu cơm nói chung nấu cũng gần mà bây giờ ảnh mắt hơi mờ mờ vậy đó. Biết sao ảnh lâu lâu tôi nói chung tháng 2 3 tuần mới được xuống lần. Ừ. Bắt giữ cháu nữa rồi cái hai đứa con nó đi làm rồi giữ cháu. Tôi cũng khổ không biết được lời sang sóc ảnh nữa. Dạ, yeah, rồi có khi rồi cũng như cơm nước mỗi ngày á cũng có những bà con cho hay đúng gì gần xóm này. Đúng rồi, chị này chị họ rồi ở sau thì cháu họ luôn. Nhờ hai ba người vậy đó rồi với nhỏ kia nhỏ bạn. Nó cũng gửi bây giờ biết sao tôi cũng khó khăn. Ổng đi thì ổng chịu cũng đi. Mỗi ngày thì cũng được bà con ở đây cũng hay cho đồ ăn. Dạ dạ. Dạ. Rồi tôi nói nghe tin mấy chú xuống vậy tôi nói nếu mà có giúp được chút nào tôi cũng cảm ơn. Bởi vì tôi cũng khổ. Dạ. Dạ, tôi nghe vậy tôi cũng mừng. Dạ, tại hôm bữa cũng có xuống ở đây thăm chú thì cũng không có bà con người thân á cho nên thì cũng có người cô gần đây hôm bữa đó cũng có trò chuyện đó. Thì nói là chú cũng bị bệnh này nọ vậy đó thì mình ở đây cũng rất là tội nghiệp chú. Thì hôm nay cũng gặp chị ở đây để hỏi rõ hơn về hoàn cảnh của chú cũng như để biết cách nào đó để giúp đỡ cho chú. Nhưng mà giờ thì trước mắt là thấy tình hình là chú là kiểu như không có ở nhà là không có tự nấu nước này nọ là chắc không có được rồi ha. Nhằm khi bảo hiểm á, ví dụ căn cước chứng nhân á, tôi làm cho hai lần rồi đó. Ừ. Ảnh bỏ tôi, cái ảnh đi chơi hay là có bạn bè chút đỉnh, ổng uống chút đỉnh là ổng cạm chế vậy không có được lại mất tôi đi làm hai lần rồi đó. Dạ. Rồi làm giấy chứng minh đâu có dễ đâu. Ừ. Rồi tôi cũng khổ vậy đi làm tiền xe bọn vậy cũng kiếm tiền ta, giờ tôi cũng chịu à. Nhưng mà ở này thì cũng hơi khó chỗ đi, nếu mà chú phải có người thân này kia gần á, nó sẽ dễ hơn. Một mình chú thì không được bình thường rồi còn dù bệnh vậy nóng lạnh cảm đi qua bển nói em ơi dùng cạo gió cho anh rồi kêu đi xin thì ảnh không đi tôi lấy bảo hiểm của tôi đó. Yeah. Tôi xin rồi tôi nói theo bệnh của ảnh lại cho ảnh uống. À. Bây giờ ảnh đi thì ảnh cũng không đi. Ừ. Rồi tôi đi xin bảo hiểm tôi. Yeah. Lấy nói bệnh ảnh vậy đó cho ảnh uống rồi giống như là ảnh có tiền á cũng như có biết mua đồ mua gì này kia không có tiền cũng mua vậy mua nằm khi học dịch khô cá không được cá tươi gì đâu ổng. Yeah. Nói chung ổng hồi bị té tới ổng lơn là ảnh không được bình thường. Dạ. Yeah. Rồi ở nhà vậy cũng như là nếu mà mùa mưa xuống thì ngủ làm sao cũng như là chỗ hiện tại nhà ở nè thì hồi mưa rồi đó ảnh ngủ giường này cái giọt ổng chạy ban đêm chạy đi chỗ kia chỗ nọ vậy đó chừng nào hết mưa chỗ nào chọt ngọt hết mưa thì ảnh lại ngủ tiếp. À. Bây giờ biết sao tôi cũng khổ tôi cũng không có gì nếu mà mình có đi mình lợi thăm ảnh thường xuyên hàng ngày vậy đó. Dạ không biết mà chị hiện tại cũng như ở nhà mình làm công việc gì không chị? Tôi thì giữ cháu rồi có con gái hai đứa thì gả cho bên ta hết rồi. Dạ. Rồi nuôi bà già chồng bảy mấy nữa. Dạ. Rồi nhà cũng không có gửi, không có đất đai gì hết trơn. Dạ. Nói chung tôi cũng khổ giờ mấy tình trạng anh ba vậy đó. À. Còn có người chị thứ hai á, có chồng ở trong chát. Chị cũng giờ cũng sáu mấy rồi. Dạ. Chung cũng cảm ơn chị rất là nhiều. Nãy giờ cũng chia sẻ để bà con cô bác hiểu rõ hơn về chú. Dạ. Hôm nay thì em cũng xuống đây thăm chú á, thì cũng có chị Nga Anh ở bên Mỹ á, thì cũng có xem được video clip của chú á. Dạ. Thì cũng có gửi tặng chú một ít tiền có thể mua đồ đạc, mua đồ ăn này kia. Dạ, dạ. Đây là số tiền là 2 triệu đồng. Dạ. Của chị Nga Anh ở bên Mỹ cũng có gửi tặng cho chú Sơn. Cảm chú Sơn để mà mua gạo mua gì dùng ngang. Dạ, cảm ơn là mấy chú mấy anh ở Mỹ giúp ổng khó khăn dữ lắm rồi. Em là em của ảnh, em cũng khó khăn nữa, đâu được giúp anh ba đâu bây giờ. Thế mấy chị, mấy chú ở nước ngoài giúp để tôi cũng cảm ơn nhiều lắm. À, sao chú Sơn xúc động quá chú Sơn? Được giúp đỡ chú Sơn bằng... À. Rồi giờ thì chú Sơn dự tính nữa sẽ mua thêm cái gì đây cho mình có đồ mình xài nè. Hôm bữa thì nồi với lại lò này kia con có mua tặng cho chú rồi. Chú nấu cơm, nấu nước. Nhưng mà chú phải cố gắng rửa nồi này kia cho sạch sẽ ngang. Rồi cái này nữa có gì mua đồ ăn đi. Không lẽ mình ăn muối ớt hoài. Hả chú?
À, chú có biết đi mua đồ ăn về tự nấu không à, chị? Cầm tinh biết. À, thường là mua cái gì hả chị? Thế anh cũng biết mua thịt, mua cá gì. Cũng biết mua hả? Dạ, biết. Chung với người em đi, được không? Không chịu hả? Không được. Không được hả? Dạ mới đi. Hả? Chừng nào già làm ăn đẹp lại đây. Chừng nào già mới đi là bao nhiêu tuổi mới già đây nói coi. Không biết nữa, bây giờ 60 rồi. Bây giờ 60 rồi chưa già hả? Dạ. Mấy tuổi mới già đây? Không biết nữa, còn nào già không biết. Rồi ơi. Rồi nay được số tiền này có mừng không? Mừng, dạ, cảm ơn chú thêm. Này thì cũng được chị Nga Anh ở bên Mỹ giúp cho chú Sơn nha. Dạ, dạ. Đó, để chú Sơn có thể mua đồ ăn, mua gì ăn, đừng ăn muối ớt nữa. Dạ. Tôi về tôi nghe có gì mua khô, dạ, mua khô về ăn nha. Dạ, dạ. Tôi nghe vậy tôi muốn ý kiến muốn xin nhà nhỏ nhỏ cho ảnh ở được lâu chút, bây giờ kêu ba bển ổng cũng không qua. Dạ. Rồi tôi cũng khó nữa, rồi tôi nghe vậy tôi muốn xin các nhà cho ảnh. Dạ, cái này thì nhỏ cũng tùy duyên thôi chị ha, thì dạ, cũng bây giờ trước mắt là cũng giúp đỡ cho chú về cũng như là này kia thiếu đồ đạc này kia có thể mua, còn vấn đề nhà cửa thì cái này thì đủ duyên á cũng như mới có thể giúp cho chú được ha. Cái này thì mình hy vọng tùy duyên thôi, nếu như đủ duyên với chú thì sẽ giúp sửa cái chỗ có thể để che nắng che mưa cho chú ở ha. Rồi vậy thôi cũng vì con về hả chú Sơn ha. Thôi giờ cảm ơn mấy anh mấy chú ở nước ngoài, cảm ơn hai em luôn. Dạ. Có gì cái tâm lòng rồi cảm cũng ơn thôi. Cảm ơn chị rất là nhiều ha. Dạ, em dạ, cũng dạ, xin phép về. Rồi dạ, giờ chung cũng xin khép video tại đây. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều và cũng xin thay mặt đến gia đình cảm ơn đến chị Nga Anh bên Mỹ rất là nhiều đã gửi tấm lòng yêu thương giúp cho chú có một chút tiền để có thể mua đồ ăn này kia ha. Bây giờ chung cũng xin hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại.